Chào bác, hôm nay có khách họ mua của bên Khắc Thanh cục đẩy P3500S và cặp loa JBL715. Khách yêu cầu test video thì em làm video test cho bác ấy. Nên các bác cứ rảnh thì các bác lên các bác xem. Em sẽ phối ghép con P3500 với vang DFP100 và cặp loa JBL715. Yamaha P3500S hàng nhập khẩu Trung Quốc, mới 100% nguyên hộp, giá 3 triệu đồng. Vang DFP100 mới đắp hộp, giá 1.050.000, kèm 2 dây rắc, trị giá 100.000. Và cặp loa JBL715 bát 30, giá là 4.200.000. Mở bé bé đấy bác nhá. Bạn đập rất là chắc lịch các bác nha. Bây giờ em cho lớn lên này. Đây các bác nha, không lại các bác lại bảo không phải test một cục đẩy này. Thấy không, hai cái này mà ghép với nhau cục đẩy vỉa P3500S ghép với cặp loa JBL715 bát chặt như bom luôn các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh Khắc Thanh 866 ở góc phải màn hình để theo dõi những video, những sản phẩm mới nhất với giá hợp lý nhất. Xin cảm ơn các bác.